như là các bạn vào rất là sáng nhé. Cái này size S, size S nên là sẽ rẻ hơn đấy, nó rơi vào tầm khoảng càng mua nhiều thì nó càng rẻ đấy các bạn. Cái khẩu hiệu rất là tư bản đấy. Asahi bạc này này, cái này uống rất là ngon luôn nhé. Mình chào các bạn nhé, hôm nay đi làm về xong đi ăn sushi xong cả nhà, xong giờ đi vào siêu thị các bạn. Thì bây giờ mình vào siêu thị thì quay các bạn xem cái không gian siêu thị Nhật. Trong này thì mình thấy là khác so với siêu thị Việt Nam, đấy là như là các bạn vào rất là sáng nhé, cái hệ thống ánh sáng họ là, tức là vào siêu thị cảm giác nó sáng sủa và bày trí các kiểu, không hàng hóa không chất cao quá đấy các bạn, nên cái không gian nhìn rất là mở đi vào đây. Thì thường các siêu thị Nhật ấy, thường là đi vào cửa thì khi nào cũng là rau củ quả họ sẽ đặt ra trước các bạn. Đây ví dụ như là đây rau cải, xà lách, đồ các kiểu các bạn, hoa quả. Cái khu vực bên này là rau. Cam quýt các bạn, quýt Nhật nhé. Cái này size S, size S nên là sẽ rẻ hơn đấy. Nó rơi vào tầm khoảng 60.000. À, hình như mà yên hiện tại thì nó chỉ khoảng độ 50.000 thôi, 50.000 một cái túi như này các bạn. Một cái túi như này và nhà mình có mua một túi. Con gái mình thì rất là thích ăn quýt nên cho vào một túi này. Cái có mua cái táo xanh xanh này nữa các bạn này. Cái táo xanh xanh này về chấm muối ớt hảo hảo rất là ngon nữa, cũng tầm khoảng 60.000. Sau đấy thì đây giảm 5% các bạn. Đây những cái khu cá đồ đông lạnh. Đồ đông lạnh rất nhiều. Cái siêu thị này thì là mình đi cũng khá muộn nên là ít, nhưng thường thì là rất là đông các bạn. Tại vì siêu thị này là bán khá là rẻ. Tức là những cái khâu khẩu hiệu các bạn thấy không? Khâu khẩu hiệu này không? Khâu khẩu hiệu này nó là càng mua nhiều thì nó càng rẻ các bạn. Cái khẩu hiệu rất là tư bản các bạn. Đây khu vực cá này. Đây. Chỗ này tôm cua đông lạnh các bạn này. Cái đĩa càng cua này, cái đĩa càng cua này khoảng độ 250-270.000 các bạn. Cá đông lạnh. Các bạn thấy không? Cái gì nhỉ? Thì cái không gian trong này nó rất là thoáng, sáng. Đây quầy thịt các bạn, như thịt bò ở đây thì nói chung là cái loại gọi là bình dân thôi, rẻ tiền thôi, chứ không phải là loại thượng hạng của Nhật đâu các bạn nhé. Đóng gói sạch sẽ. Giá cả ở đây thì là cái này là thịt lợn nhé, lợn thì cái giá này nó 99 yên, tức là cả thuế nữa là 106 yên Nhật trên một lạng các bạn. Thì rơi vào tầm, hiện tại rơi vào tầm khoảng độ 16.000 một lạng, thì là khoảng 165.000 một cân các bạn. So với giá cả như thế là cái siêu thị này là rẻ rồi. Các cái đồ gọi là họ ướp sẵn hết. Đây thịt băm, thịt đồ đông lạnh. Nhật ăn thịt đông lạnh khá là nhiều. Cái này như là vịt thế sao các bạn này.
rơi tầm khoảng độ 100.000 con, quá khá là rẻ. Đây sang đến quầy này đông lạnh rồi, thấy đồ thịt nguội rồi hăng bơ các kiểu các bạn, cái thịt nguội. Kia vợ con mình đang ở kia, mình đi quay một tí cho các bạn xem nhé, xúc xích rồi các thứ các bạn. Xong đây là các cái loại, đây là như kiểu là bơ rồi các ô phô mai rồi những cái thứ gia vị đấy các bạn. Đây đồ sữa chua rồi các thứ các bạn nhé, đây là đồ bảo quản lạnh đấy. Rất là nhiều chủng loại luôn. Đây là sữa chua không đường các bạn. Còn đây là bắt đầu qua các chỗ đồ uống này, đồ uống sữa, sữa tươi tân tật các bạn nhé. Sắp xếp rất là gọn gàng luôn nhé. Mấy cái sữa này là con gái mình với lại vợ mình thích uống lắm này. Nhưng mà nhà có rồi. Em mua thêm lọ ở hồ đây. Loại nào nhỉ? Này đi. Một loại này đi. À, mình đi vào cuối ngày rồi cho nên là các cái đồ ví dụ như những cái khay ở đây các bạn thấy trống hết rồi. Đây là đồ ăn sẵn này, thường thì tầm khoảng 6-7 giờ tối là họ giảm giá đấy, 20%, 50% các kiểu. Là thường là có văn hóa là người thì dán đằng trước, mà tức là khách hàng mọi người đi mua thì sẽ đi ngay sát đằng sau luôn, tức là chờ họ dán xong rồi mới mua các bạn. Nhật cũng rất là gọi là những cái đấy cũng rất là thực dụng đấy. Đi muộn nên là hết rồi. Đây là đồ ăn sẵn này, đồ ăn các quầy, đồ ăn sẵn với lại đồ ăn trong ngày các bạn, cơm hộp rồi đồ các kiểu thì thường thì cuối ngày họ sẽ giảm giá đấy. Thì là bánh mì này. Đây, bánh mì các bạn nhé, mì hôm nào mà đi mà gặp với mình sẽ quay cho các bạn cái cảnh là cái người nhân viên ấy họ đi dán cái phiếu giảm giá 20%, 50% đi đằng trước thì mọi người xếp hàng đi đằng sau luôn. Đây nhá, đi vào đây là bia này, đồ nước ngọt này. Con mua gì đấy? Con mua nước này à? Con uống nước trà này hả? Trà nhài các bạn ạ. Con gái mình uống trà nhài. Sướng, đi siêu thị sướng. Đây bia. Chỗ này là các loại bia các bạn. Đây là thế giới bia nhé. Giới thiệu các bạn thế giới bia nhé. Người Việt Nam mình và đa số người nước ngoài ấy, thì đến Nhật thì sẽ hay uống các loại bia Asahi này các bạn này. Bia Asahi này, thường thì Asahi vàng này. Với lại là ngon thì vẫn là Asahi bạc đâu nhỉ. Ở đây họ không ở đây. Cái loại này các bạn. Thì Asahi bạc này này. Cái này uống rất là ngon luôn nhé. Mình thì mùa đông thì hay bị đây các bạn. Mùa đông thì mình hay bị viêm họng nên là thèm nhưng mà khá là ít uống bia. Có đầy đủ tất cả các loại bia các bạn. Nhưng mà chủ yếu thì Nhật thì họ hay sẽ thích uống gọi là bia Nhật. Người Nhật thì rất thích dùng đồ Nhật. Và thứ hai là đồ Đức. Hồi xưa Nhật với Đức chơi với nhau. Dọc này thì dọc lạnh thế, dọc này còn bia với nước trà với lại coca các kiểu. Nói chung là sắp xếp rất là gọn gàng luôn.
bây giờ cả nhà đang ra chỗ quầy thanh toán các bạn. Về là thanh toán tự động. Ở chỗ máy thanh toán tự động. Rồi quét cái mã. Cái mã mà. Hai 2.900 yên, 991 yên Nhật các bạn. Đây là tầm khoảng độ hơn 500.000. Tiền trả là tiền thừa, Nhật vẫn dùng tiền xu nên là lách cách lắm. Nói chung là cũng tạo điều kiện rất nhiều để có thể tiêu tiền xu, nhưng mà tiền xu vẫn hơi lích kích đó. Xong rồi các bạn, thanh toán hoàn toàn tự mình làm nhé. Đã xong rồi các bạn nhé, thế là tour du lịch đi siêu thị Nhật đã kết thúc. Bây giờ đi ra xe đi về. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, và đây là bill các bạn, hết 2.991 yên, đó là rơi vào khoảng cho là 3.000 thì hiện tại là 1.000 thì là 106, khoảng 400, gần 500.000 các bạn. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay, vui, thú vị thì mong các bạn cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Goodbye.